Lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ 8 thường niên, ngày 29 tháng 5 2021. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Hãy yêu thương, đừng chia rẽ. Lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ 8 thường niên, ngày 29 tháng 5 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng 5, cuối tháng hoa. Mời anh chị em và các bạn trong ngày thứ bảy này hãy dâng lên mẹ những bông hoa thiêng liêng, những bông hoa hy sinh, bông hoa bác ái. Đặc biệt là cầu nguyện cho cơn đại dịch được qua đi. Cơn đại dịch vẫn đang bao trùm Việt Nam và thế giới. Nhiều giáo xứ đã chuẩn bị kèm tập dâng hoa rất là công phu. Nhưng mà với tình hình đại dịch này thì chắc chỉ có dâng hoa online, mà dâng hoa online cũng không xong. Thôi, đó là cái buổi dâng hoa đẹp lòng Chúa nhất, đó là dâng hoa hy sinh. Thay vì chúng con được hát, được múa, được ca, được họp nhau lại thì mỗi người ở trong nhà của mình và dâng hy sinh đó, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho thế giới được hòa bình, được bình an, không còn những cuộc chiến tranh, nhất là chiến tranh bằng những vũ khí hủy diệt hạng nặng như là cuộc chiến tranh giữa Israel với lại Hamas vừa rồi. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho thế giới được thoát cơn đại dịch và mọi sinh hoạt được trở lại bình thường về mặt tôn giáo, giáo dục, xã hội, kinh tế, chính trị. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ 8 thường niên. Bài đọc 150 trích trong sách Huấn Ca chương 51 câu 12 đến câu 20. Bài trích sách Huấn Ca: Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa và xin chúc tụng danh Ngài. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Nơi thánh điện tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân. Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Trong đức khôn ngoan tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết. Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp: Huân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Luật pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thanh y Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kinh sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Hallelujah, hallelujah.
Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phu. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha nhờ Đức Kitô. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mát-cô chương 11 câu 27 đến câu 33. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các việc ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình lại nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta sống những ngày cuối của tháng Hoa, tháng Kính Đức Mẹ trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đấy là trong cơn đại dịch. Nếu bình an thì giờ này các giáo xứ đang tổ chức những buổi dã hoa rất là long trọng, sốt sáng. Vì hôm nay là ngày thứ Bảy 29, ngày mai là 30, lễ Chúa Ba Ngôi. Và thứ Hai 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng và Thánh Isave, gọi là ngày dã hoa. Ngày xưa cứ gọi là dã hoa, tôi còn bé cứ tưởng là hôm đó là mỗi người đâm hoa, rồi cho vào cái cối dã. Dã, giống như là dã đậu phộng gì đó làm muối mè, hay là dã trà bông làm trà bông, dã thịt làm trà bông. Tôi cứ nghĩ vậy, gọi là dã hoa. Nhưng mà quên rằng là cái dã đó là dã biệt, dã từ. Ngày mà kết thúc tháng hoa, vì gọi là bế mạc tháng hoa nghe nó dễ hiểu hơn. Còn ngày kia gọi là ngày dã hoa. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé thì rất là thích đi chỗ việc đi coi dâng hoa. Và tâm hồn những em bé mà dâng hoa chúng tôi nhìn thấy rất là đơn sơ. Rất là hồn nhiên, vui tươi. Nhưng mà càng lớn lên rồi thì chúng ta thấy rằng là mình càng khôn ngoan. Mà càng khôn ngoan thì dần dần mất dần cái ngây thơ, cái hồn nhiên, cái đơn sơ. Cái mà chúng ta cho rằng là khôn ngoan, nó không phải là khôn ngoan mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe sách Huấn Ca nói về: tôi xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa và xin chúc tụng danh Ngài. Thời còn trẻ, trước khi buôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Người ta thường cho rằng là khôn ngoan, một là bỏ khôn lõi, khôn lanh. Thằng này nó bé mà nó khôn lắm. Con này nó khôn quá mà nó không lớn được. Nó quắt lại. Khôn quá mà nó quắt lại là như vậy. Rồi thì cái khôn đó là khôn lanh, đó là khôn lõi, là lõi tì. Rồi dễ thành nó thành tinh ranh. Đó không phải là đức khôn ngoan, không phải là đức khôn ngoan. Đây là tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Rồi thứ hai nữa, ta lại cho rằng khôn ngoan đó là kiến thức, học rộng, biết nhiều. Có những người học rộng, biết nhiều, nhưng mà chỉ là lý thuyết thôi, chỉ là những cái kiến thức thôi. Thằng này cái gì cũng biết, thị trường vàng hôm nay bao nhiêu, đô bao nhiêu biết hết. Rồi chỗ nào đất đai sắp quy hoạch, đất này sắp lên, chỗ này sắp lên huyện thì nó rành lắm, gì cũng biết. Mà mỗi hỏi là hôm nay là dã hoa là gì, bảo không biết. Thì có những cái là mình chỉ có sự kiến thức về mặt đời thôi. Còn hỏi về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ,
Chủ nhật tới lễ gì biết không? Nhật tới là lễ Chủ nhật chứ lễ gì? Không biết lễ gì. Nói là hỏi ngày 31 tháng 5 là lễ gì? Đức mẹ đi thăm ai? Đức mẹ thăm Thánh Giuse chứ còn thăm ai nữa bây giờ? Vớ vẩn mới hỏi. Nó chỉ quanh quanh quẩn quẩn là như vậy thôi. Rồi hỏi đi, lễ Chủ nhật tới lễ Chúa Ba Ngôi rồi, mấy ngôi? Thì ba ngôi. Ngôi nào? Cha, Con và Thiên Thần. Không phân biệt là Chúa Thánh Thần và Thiên Thần nữa mà. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, còn Thiên Thần là loài Chúa dựng nên. Cho nên có khi người ta nó bị hơi bị lệch. Và cha mẹ ngày hôm nay cũng dễ nhồi cho con mình những kiến thức về đời mà không chú trọng đến mặt đạo. Cho nên nó bị mất cân bằng. Phát triển không cân bằng thì ta gọi là nó bị gì đó. Nó gọi là không bình thường phải không? Nó bị đau phải không? Nãy cái máy thu âm nó bị trục trặc. Trục trặc xong rồi anh kia bảo chắc không có đau. Cái này xuống đau cái phần mềm, cái xuống đau kia bảo. Sao mày bảo tao đau, làm sao tao đau, sao tao giảng? Anh kia bảo mày phải đau. Sao phải đau? Người ta tránh đau mà. Cha ơi, cha cầu nguyện cho con nó mang thai mà. Bác sĩ báo hiệu rồi, có dấu hiệu nó bị đau. Mà bây giờ lại chắc phải đau, chết tôi rồi. Thì anh chị em, cái chữ đau nó đủ hai ý nghĩa rồi. Mà bây giờ người ta có đau là bị là bẩm sinh hay là bị đứa nó không phát triển, đầu óc nó không bình thường rồi là nó bị đau. Còn đây là đau lốt là gì đó, đem mình nghĩa là gọi là đau lốt tiếng Việt là cái gì nhỉ? Là mình đưa xuống, copy xuống, lôi xuống, kéo xuống. Nó có cái chương trình này, viền mình nó chưa có thì mình kéo nó xuống, lôi nó xuống rồi lưu nó vào trong cái bộ nhớ của cái máy của mình, đại khái như thế. Thế thì thưa anh chị em, ngày hôm nay có nhiều cha mẹ sao cháu nó không đi học giáo lý lớp thêm sức xong rồi không cho cháu đi học giáo lý, giờ xùi giờ nó bận lắm cha ơi, nó chưa rước lễ lên đầu mà phải không? Vâng, nó chưa rước lên đầu. Thế nó 7 tuổi đấy, sao ba chị cũng cho nó đi học Yeshua đi, bây giờ nó phải học thêm nhiều lắm cha. Nó phải học thêm anh văn này, rồi thêm vi tính này, thêm nhạc này, rồi thêm gì đó, ngoáy ngoáy gì đó, thể dục nhịp điệu gì đó, vân vân. Học thêm nhiều lắm. Vậy thì bây giờ mà chị cho mới học lý, khi nào nó học xong nó rảnh con cho nó đi học. Khi nó học xong nó rảnh. Biết khi nào nó học xong, biết khi nào nó rảnh. Vì giờ cháu nó bận lắm. Mà đứa bé về tội nghiệp đi đến trường vác một cái ba lô quá nặng đi. Quá nặng đi. Rồi đứa nào đứa đó đeo cặp kính kia quá dày đi. Vì suốt ngày cắm đầu vào vi tính, vào điện tử, vào trò chơi. Rồi suốt ngày học. Đến mức mà chưa gì mà cái lưng đã lệch đi một bên rồi. Vì đeo cái ba lô lệch đi một bên. Rồi đeo cái kính dày ngồi như bà lão khôn ngoan. Cháu nó khôn ngoan lắm. Ngồi nhìn như bà lão khôn ngoan lắm. Chú tôi hỏi nó bao nhiêu tuổi, nó mới có 7 tuổi. Giê-xu, tôi tưởng bà cụ 70 rồi chứ. Thì thưa anh chị em, nhất là ở thành phố, người ta lại quá chú trọng đến cái chuyện nhồi kiến thức. Không phải là học, mà là nhồi. Ngày xưa tôi còn bé, tôi chưa có ý niệm đi học thêm, thêm mắm, thêm muối gì bao giờ đó. Tôi học bình thường. Gia đình tôi nghèo, chẳng cần phải học thêm mọc mắm gì mà tôi vẫn cứ đứng đầu lớp như thường, có sao đâu. Học chơi là chơi à. Nghỉ hè là tôi nghỉ 3 tháng là cứ đi bật dế, đánh khăn, đánh cù. Rồi cùng lắm mà mẹ cho tôi đi học thêm nửa tháng trước khi đi vào học thì thôi cho mày nửa tháng đi học. Mình nhá nhá cho nó, tôi chơi quá nó quên. Còn chơi là chơi thoải mái. Còn học là học tốt. Nhưng mà không phải nhồi quá như bây giờ. Tôi không hiểu là sao nhồi các em học quá sức làm nó không còn tuổi thơ nữa. Mấy em bên Mỹ nó bảo, cha bên Mỹ chúng con không có học như vậy đâu cha. Tụi nó học vừa học mà chơi, chơi mà học còn mà chơi nó vui lắm. Thực sự nó hồn nhiên mà nó vẫn giỏi chứ đâu phải. Cứ nhồi hết cái kiến thức này kiến thức kia vào. Rồi chẳng có chương trình này, chương trình nay thay đổi. Mai cập nhật mốt rồi cập gì rồi cập đủ thứ cập nhật rồi thay đổi liên tục. Không có cái gì là bền vững để cho nó có một cái cố định học. Ngày xưa tôi học cả 10 năm có thay đổi gì đâu. Thì thưa anh chị em, và cái chính yếu đáng lẽ ra người ta đi, này bạn,
người ta đi đầu trên hay đầu dưới? Đầu trên, chân dưới hay chân dưới đầu trên? Hay là chân trên đầu dưới? Bình thường là cái đầu ở trên, cái chân dưới phải không? Đáng nghĩa là phải đi như vậy, mà mình cứ cho nó đi chân ngược lên đầu xuống dưới. Vì lý do là đạo phải đặt lên trên ưu tiên. Để sống thiêng liêng, để sống tâm linh, để sống đạo đức phải ưu tiên số một chứ. Thì vì thế gian này rồi cũng qua đi mà, cái cuộc sống của mình là hạnh phúc đời sau mà, phải ưu tiên số một chứ. Tin vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Đây là cứ đi tìm kiếm mọi sự rồi nước Thiên Chúa tính sau. Còn giờ thì nước Thiên Chúa, không giờ thì thôi chẳng sao. Nó cứ như vậy. Và chính bố mẹ, chính phụ huynh ấy, làm cho các con em của mình thấy rằng cái giá trị của việc đi học, rồi có bằng cấp, rồi có bằng khen, rồi đi du học, rồi là có chức tước địa vị là cái ưu tiên số một trong cuộc đời này. Còn có đứa thậm chí tới khi mà đi học rồi còn chưa biết làm dấu, chưa biết đọc kinh nữa mà. Cháu nó có giờ đâu cha, Chúa tôi, cháu nó còn bận lắm. Không có thuộc một câu giáo lý, không thuộc một câu kinh nào. Hỏi mẹ, mẹ cũng u ớ luôn. Bố cũng u ớ luôn. Mà bỏ thị trường chứng khoán với giá vàng cho đô la thì rành số một lắm. Thế thì đó không phải là sự khôn ngoan. Mà rằng công nhân tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Nơi thánh điện tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan đến mãn đời. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan. Đi tìm kiếm đức khôn ngoan là đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và sự khôn ngoan là từ Thiên Chúa, để mình học biết đường lối của Chúa, nhận biết thánh ý của Chúa và hiểu biết lời của Chúa, là cái sự khôn ngoan mình tìm kiếm học hỏi suốt cuộc đời của mình. Bây giờ vô trong nhà thử coi, sách đạo với sách đời coi, cái tỷ lệ nó cỡ nào anh chị em biết. Có khi tỷ lệ nó 1/100.000 ấy. 100.000 cuốn sách đời mới có được một cuốn sách đạo. Mà thậm chí cuốn kinh thánh, không biết là mỗi nhà có được một cuốn kinh thánh nữa hay không. Thì sao không có kiếm để cuốn kinh thánh ít như là cuốn Tân Ước này chứ. Để biết Giê-xu tiền đâu mua cha. Xong rồi giờ đâu mà đọc cha. Chị em thấy không? Tiền đâu mà mua, giờ đâu mà đọc. Vậy bảo lương thực hàng ngày. Daily bread, lương thực hàng ngày. Mà họ bảo con không nghe lời Chúa, mỗi ngày con chả thấy sao cả. Thậm chí mà Chúa Nhật con không đi lễ con cũng chẳng thấy sao cả. Mà Chúa Nhật mà con không đi chơi là con thấy khó chịu lắm cha ơi. Nhận thấy không? Một ngày mà không ăn, bụng đói meo là réo lên liền. Ấy mà một ngày mình không nghe lời Chúa, có sao đâu. Chẳng sao cả. Thậm chí đến bây giờ nó như vậy đó. Và chính vì vậy mà người ta mới không đi lễ nữa. Cha mẹ giáo dục cái con cái mình theo vậy thì hết thế hệ này tới hệ kia. Rồi đứa con của mình nó lớn lên, nó có con, tức là cháu của mình, anh chị em nghĩ thế nào? Nó còn nghĩ gì đến Chúa hay không? Còn không? Hết luôn rồi. Này nó còn 1% lớn lên, đời thế hệ sau là coi như là 0%. Vì thế mình mới thấy các nhà thờ bên Âu Châu vắng tanh. Có nơi thì phải đóng cửa, có nơi thì bán đi. Không có. Thế các em linh mục bảo thôi Long ơi, cứ ở Việt Nam còn thấy sầm uất đạo chứ còn sang nước ngoài nó buồn. Giáo dân chẳng đến nhà thờ. Rồi về trong nhà xứ của mình nó cũng buồn, chẳng biết làm gì, nó chán lắm. Mà dù có lương ấy, như là công nhân, như là công chức vậy thôi. Nhưng mà không có mục vụ mà để mà làm. Thế thì thưa anh chị em, mình ngày hôm nay mình xin mẹ Maria trong ngày gọi là giã hoa đó. Xin mẹ cho con được cái ơn là lúc nào cũng khao khát tìm kiếm Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa. Lúc nào cũng khao khát đi hiểu biết đường lối của Chúa. Lúc nào cũng khao khát mà sống lời của Chúa. Điều mà Đức Giê-xu nói rằng là ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Mình vẫn ca ngợi mẹ là người có phúc. Mẹ có phúc vì mẹ đã tin. Và Đức Giê-xu bảo rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta, là những người nghe và làm theo lời của ta, là mẹ ta và là anh em ta. Mà làm sao mình nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa nếu mình không chịu học hỏi lời của Chúa? Và đó là sự khôn ngoan đó, đó là đức khôn ngoan đấy. Chứ không phải là giỏi vi tính, giỏi hết mọi sự trên thế gian này bảo là sự khôn ngoan. Mới là khôn ngoan của thế gian. Mà cái khôn ngoan đó thì
nó có tồn tại theo mình không? Ô, ông cụ đó phải không? Ừ, tôi đây. Hồi xưa có phải ông là giáo sư tiến sĩ không? Ừ, tôi đây. Hồi xưa ông đi du học 10 năm, phải không? Ừ, tôi đây. Hồi xưa là ông được bao nhiêu bằng ban khen, ông dạy mấy trường đại học lớn lắm, phải không? Ừ, tôi đây. Thế bây giờ ông sao vậy? Ừ, tôi đây. Còn nữa hay không? Chỉ có những bằng tiến sĩ treo. Tất cả những kiến thức đó về nó còn nằm trong đầu mình nữa hay không? Không. Lú la lú lẫn rồi. Ăn trước quên sau, nói trước quên sau. Không còn gì cả. Cả các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ cũng thế thôi. Cái quy luật đào thải mà. Quy luật đào thải. Nhưng nếu mình tìm kiếm đức khôn ngoan, tìm kiếm Thiên Chúa, thì ông còn lầm dấu được không? Như Ninh Cha và Con và Thánh Thần. Ông còn đọc kinh được không? Kinh Mừng Maria đời ơn phúc. Thấy chưa? Cái sự khôn ngoan nó còn mãi. Đức khôn ngoan còn mãi. Đức khôn ngoan là mình nhận biết Thiên Chúa, sống theo lời của Chúa và theo thánh ý của Chúa, đường lối của Chúa. Đức Mẹ đã làm như thế chọn cuộc đời của Mẹ. Còn chúng ta ngày hôm nay mình đi tìm kiếm danh vọng mà cũng thấy, cũng nhiều khi cũng thấy tội. Người ta bảo là cái nết đánh chết cái đẹp. Còn bây giờ thì cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Ít thấy ai người ta khen là này đạo hạnh, này nữ công gia trắng này khác. Nhưng mà bây giờ mở những cái phương tiện truyền thông lên không? Toàn là người đẹp này, người đẹp nọ, người đẹp kia, đúng không? Đây là đại gia này, đại gia nọ, đại gia kia, đúng không? Rồi ông tổng thống này, bà chúa này, ông chủ tịch này, họ toàn đưa lên tất cả những cái mà khôn ngoan của thế gian. Người ta hãnh diện về cái đó, người ta sung sướng về cái đó, và người ta bỏ cả cuộc đời người ta đi tìm kiếm cái sự khôn ngoan đó. Có mấy người nói rằng đây là một người đạo đức, đây là một cô gái tốt lành, đây là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng thể tôn vinh những cái đó. Dường như cái đó giờ nó mờ mờ, phải không? Mờ mờ, ô đại gia à, ô cái bà này, cái này bà câu, thế này thế khác. Nổi tiếng đủ thứ hết, nhưng mà ít thấy ai nổi tiếng vì, ô trời ơi chị yêu, nổi tiếng về đạo đức, về thánh thiện, về đạo hạnh, về nhân từ, ít thấy tôn vinh cái đó, phải không? Rồi cuối cùng đi tìm những chàng trẻ ngày hôm nay sống đúng, sống đẹp, sống đạo, thì toàn thấy mới chém bố vì không có tiền nhậu, mới giết mẹ vì là không có tiền đi với bồ, mới chém bồ vì đi theo con khác. Toàn là như thế. Toàn là như thế. Rồi chỗ này thì người này đi tù, người kia đi tù, người kia đi tù, đi tù, làm tổng trưởng, làm bộ trưởng, làm chủ tịch, làm giám đốc vân vân. Bây giờ về hưu rồi vẫn rủ nhau đi tù hết. Bèn an ủi ra thôi, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Sao mà củng cố được khi mình không truyền cho nó cái đức khôn ngoan, mà chỉ nhồi nhét vào nó cái sự khôn ngoan của thế gian. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cho ta thấy sự khôn ngoan. Cho thấy sự khôn ngoan khi mà người Do Thái đến hạch hỏi Chúa, ông lấy cái quyền nào mà ông làm cái chuyện đó? Làm chuyện gì? Chuyện ngày hôm qua ta mới nghe đó, mà họ tính giết Chúa đó. Làm chuyện gì? Xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Xin lỗi ông có xây nhà thờ này không? Nhà thờ này có phải của ông không? Ông lấy quyền gì mà ông xua đuổi? Lấy quyền gì mà làm chuyện đó? Em xin lỗi, em không biết Chúa Giêsu có nhu nhược như vậy không? Không. Không có nhu nhược. Vậy hả? Vậy thì phải xin phép à? Vậy thì để tôi xin phép rồi tôi làm. Chúa Giêsu có phải hạ mình xuống như thế không? Không. Chúa Giêsu là người hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường, không phải là khù khờ và nhu nhược, khác nhau. Hiền lành khiêm nhường không phải là khù khờ và nhu nhược, khác nhau hoàn toàn. Hiền lành khiêm nhường là đức tính, còn khù khờ nhu nhược không phải là đức tính, mà là một con người không có sự khôn ngoan, không có sự can đảm. Không phải là người con của Chúa để mà khôn ngoan, can đảm, mạnh dạn làm chứng cho Chúa được. Cho nên nếu mà khù khờ không phải là khôn ngoan,
Nếu mà nhu nhược không phải là hiền lành. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Nếu mà cần, sẵn sàng làm chứng, sẵn sàng đối chất, sẵn sàng nói một ra một, hai ra hai. Không phải là anh muốn nói gì thì nói tôi cũng nghe, không có đâu. Nếu cần, tôi phải cho anh thấy được đâu là sự thật, đâu là chân lý. Chứ không phải anh có quyền để nói sao tôi cũng phải nghe. Những người đến với Đức Giêsu hạch hỏi này là những người có quyền, là những thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Nguyên một bản bệ đầy quyền hành đến. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Lấy quyền nào mà làm? Hay ai cho quyền mà làm? Ai? Dạ, em không có biết. Không, không có nhu nhược như vậy. Đức Giêsu đáp, có đi vào vấn đề của họ hỏi không? Không, sự khôn ngoan của Chúa. Tại vì câu hỏi đó nó vượt ngoài cái thẩm quyền của người hỏi rồi. Vượt ngoài thẩm quyền của người hỏi rồi. Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa. Thì còn ai cho quyền Ngài nữa hay không? Không. Lấy quyền của một vị Thiên Chúa. Nhưng mà vì người ta không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến. Họ chỉ cho Chúa Giêsu cùng lắm là một tiên tri thôi. Họ không công nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Mà vì không công nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cái căn bản đã không công nhận rồi, thì bây giờ nếu mà Chúa Giêsu nói rằng là tôi lấy quyền của một vị Thiên Chúa mà làm, họ có tin đâu mà nói làm cái gì. Nói với những người họ cố chấp chả cần nói. Nói với người mà cứ cái lý cái lẽ gọi là lý cùn ấy. Đừng có nói với nó ngang lắm, lý sự cùn. Cứ cãi làm gì cho nó mệt. Nó ngang lắm. Thôi, mẹ tôi ngày xưa mà mấy đứa cứ cãi ngang, bảo mày nói với nó làm gì, nó ngang như cua ấy, mà nói nó làm gì cho nó mệt. Nó có cãi chứ cho mệt. Cũng vậy Chúa Giêsu không có đi vào trong cái chuyện mà tranh hơn tranh thua, trong cái chuyện cãi cọ, trong chuyện đôi co. Mình dễ bị dính vào cái đó lắm. Nhất là bây giờ trên mạng ấy, người ta cứ chọc mình câu là mình bắt đầu mới điên lên, mình chọc lại. Nó lại chọc tới, mình lại chọc lại. Hai bên cứ đấu qua đấu lại, đấu đến bao giờ chẳng ai chịu ai. Mà mình đi vào cái vùng thị phi, tuyệt đối đừng đi vào cái đó. Con cái của Chúa đừng có lọt vào nó. Họ nói gì kệ họ. Nói sao cả, cha không bao giờ cha trả lời lại người ta nói gì. Họ có quyền họ nói. Tôi có quyền tôi nghe, tôi có quyền tôi đọc hết. Vậy thôi. Tôi tôn trọng ý kiến, tôn trọng tự do của họ. Thì tôi cũng không để cho tôi bị mất cái tự do. Tôi có tự do của tôi. Ngu gì tôi đi vào cho con nó để tôi mất tự do. Vì mình đi vào đó người ta họ, mình sẽ xa lầy. Ta nói cái là mình tức, là mình cãi lại. Nói cái mình tức, mình cãi lại. Rồi mình lại đi mình tìm cái lỗi của người ta, mình nói lại. Người ta lại đi tìm cái lỗi của mình, ta nói lại. Hai bên cứ đi tìm lỗi nhau, bới lông tìm vết thì bao giờ mới hết. Tội gì mình để mình mất cái tự do. Bạn nắm không ạ? Bạn mày càng đi vào cái đó thì càng mất tự do. Chúa Giêsu không đi vào con đường đó. Có những người cứ trai mạng nó nói thế này, mạng nói thế kia. Ủa thì họ nói kệ họ. Đừng có đưa cho tôi coi mấy cái đó. Có những người đưa cái đó kể như là lập thành tích. Con mới tìm được cái này cho ơi. Ui, cái gì hay ho đâu mà đưa tôi làm cái gì cái đó. Cái của thế gian, của xê gia thì trả cho xê gia. Của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Mình là con Thiên Chúa thì tội gì mình đi vào trong thế gian làm gì cho nó mệt. Xin tôi con cầu xin không cha không cất khỏi thế gian, nhưng đừng để nó thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình đừng thuộc về thế gian, dỗ ở giữa thế gian. Vậy thì tội gì mình cứ phải đi vào cái con đường thị phi, con đường tranh hơn tranh thua, con đường cãi cọ qua lại chi cho nó mệt. Thôi mình tôn trọng tự do của họ và cầu nguyện cho họ được đức khôn ngoan. Và xin cho mình cũng được cái đức khôn ngoan mà mình tìm kiếm suốt cả cuộc đời của mình. Đức Giêsu không trả lời. Và Ngài hỏi lại, này tôi hỏi các một điều thôi, công trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho con biết tôi lấy quyền nào mà làm cái điều ấy. Vậy phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta? Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đấy. Ông hỏi tôi, thì được rồi tôi sẽ trả lời, nhưng mà cho tôi hỏi lại. Ông trả lời được thì tôi sẽ trả lời cho ông là tôi lấy quyền đâu. Vậy phép rửa Gioan bởi trời hay bởi người ta? Họ mới bàn với nhau. Nếu mình nói bởi trời thì ông sẽ bàn lại.
tại sao ông lại không tin ông ấy? Mà nếu mình nói là do người ta thì lại sợ dân chúng vì anh ấy đều cho Gioan là một ngôn sứ. Trả lời bởi trời cũng chết, bởi đất cũng không xong. Họ mới trả lời Đức Giê-xu, chúng tôi không biết. Trả lời có thật hay không thật? Không thật. Họ biết mà, họ nói với nhau. Đúng là bởi trời. Nhưng mà nếu bởi trời thì cũng sẽ hỏi mình là sao không tin ông ấy. Mà nếu mà bởi người ta thì sợ dân chúng vì dân chúng được tôn Gioan là tiên ngôn sứ. Thôi cách tốt nhất là không biết. Và Đức Giê-xu cười. À, tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm cái điều ấy. Vì ông không biết thì tôi không nói. Đi ra ngoài cái vòng thị phi, ngoài cái vòng tranh luận, ngoài cái vòng tranh hơn tranh thua. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được nơi Đức Mẹ bài học của sự khiêm nhường. Không tranh hơn tranh thua, không tranh luận, không tranh cãi, không đi vào cái vùng thị phi, sự khôn ngoan mà Đức Mẹ nhận lãnh. Xin Mẹ cầu bầu con Chúa cho mỗi người chúng con cũng có được sự khôn ngoan đó, để chúng con sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để chúng con được khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Amen. Tản mạn cuối tuần ngày 29 tháng 5 2021. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Tản mạn cuối tuần ngày 29 tháng 5 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần và cũng là ngày thứ bảy cuối tháng 5, tháng Mân Côi. Chúng ta cũng còn ngày mai nữa là kết thúc marathon cầu nguyện với Kinh Mân Côi để xin cho đại dịch chấm dứt. Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cùng với các đền thánh hành hương lòng thương xót Chúa trên thế giới để cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch. Và Đức Thánh Cha đã cầu nguyện như thế này. Mời anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Mẹ trợ giúp, xin đón nhận chúng con dưới áo choàng của Mẹ và bảo vệ chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trong giờ thử thách và thắp lên trong lòng chúng con ánh sáng hy vọng cho tương lai. Lạy Mẹ vô cùng yêu quý, xin ban cảm giác được thuộc về một gia đình lớn, trong nhận thức về mối dây liên kết tất cả chúng con có thể phát triển trên thế giới, để với tinh thần tương thân tương ái, chúng con có thể cứu giúp nhiều người nghèo và nhiều hoàn cảnh khốn cùng. Xin củng cố sự vững vàng trong đức tin, nhẫn nại trong phục vụ, kiên trì trong cầu nguyện. Và thưa các bạn, tình hình đại dịch trên thế giới vẫn đang rất là căng.
Đại dịch COVID-19 đã làm cho 168 linh mục và 143 nữ tu tại Ấn Độ bị thiệt mạng. Cha Matthew nhận định rằng các linh mục và nữ tu tử vong ấy là một hình thức cao cả nhất của đức bác ái Kitô. Họ chết trong khi phục vụ. Một số đã bị lây nhiễm coronavirus khi cử hành lễ an táng cho các linh mục khác, tuy vẫn tuân giữ các biện pháp phòng ngừa. Nhiều nữ tu chết tại các vùng quê nơi không có các cơ cấu trợ giúp y tế thích hợp. Họ làm việc với những người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội, ở những nơi không có một trạm xá y tế cơ bản. Một trong các linh mục tử vong đã phải di chuyển 450 cây số để được tới nhà thương. Nhiều nữ tu ở miền Bắc Ấn Độ đã bị chết cũng vì thiếu các cơ cấu hạ tầng như vậy. Và cha Matthew kết luận rằng COVID-19 là nhà giảng thuyết âm thầm truyền cho chúng ta sứ điệp của Chúa Giê-xu. COVID-19 là nhà giảng thuyết âm thầm truyền cho chúng ta sứ điệp của Chúa Giê-xu, đó là hãy trao ban mạng sống của bạn. Chẳng vậy, bạn đã là người chết rồi. Nếu ta không dám trao ban mạng sống, nếu ta không dám dấn thân phục vụ, nếu ta không dám thực hành lòng thương xót của Chúa thì ta đã là người chết rồi. COVID-19 cống hiến cho chúng ta một cái nhìn mới về kinh nguyện hoặc về lòng sùng mộ. Chỉ cần một chút là bạn trở về với bụi tro. Vì thế chúng ta hãy tập trung vào sự cảm thương, lòng quảng đại, tử tế với tha nhân. Đó là chứng tá tình thương của Chúa Kitô mà các linh mục và nữ tu chết vì COVID-19 tại Ấn Độ cống hiến cho đến cùng. Riêng tại Việt Nam, trong mấy tuần lễ vừa qua, cũng đang trong tình trạng rất là căng thẳng. Nhiều người bị lây nhiễm, cũng có những người đã chết. Và tất cả các nhà thờ mà trong những vùng bị dịch đều đóng cửa. Và những hoạt động tôn giáo cũng như những hoạt động xã hội khác đều ngưng lại hết. Mọi cái đều bị hạn chế đến mức tối đa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt là cho những nước nghèo mà không có đủ điều kiện để có vaccine chích ngừa cho những người dân. Bên cạnh đó, mời chị em và các bạn cùng với chúng tôi tản mạn cuối tuần đến với một linh mục tại Nigeria bị giết và một vị khác bị bắt cóc trong vụ những kẻ võ trang tấn công giáo sứ Thánh Vincent Ferre thuộc giáo phận Sokoto, bang Kaduna ở miền Bắc nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết danh tính vị linh mục bị giết là cha Alfonso Bello, 30 tuổi. Còn linh mục bị bắt cóc là cha Kokeke, 70 tuổi. Toán người vũ trang đã tấn công giáo xứ trong đêm 20 tháng 5 2021 và bắn vài người bị thương. Thưa anh chị em, với những tin tức như thế, chúng ta thấy rằng là các linh mục công giáo, các tu sĩ, những người giáo dân công giáo đã là chứng nhân, nhưng mà họ là chứng nhân âm thầm, lặng lẽ. Không được ai nêu danh, ít được người biết đến. Trong khi đó, dư luận, nhất là truyền thông, thì lại cứ chú trọng đến một vài linh mục hoặc là giám mục hay thậm chí hồng y đi chăng nữa, có một vài cái thiếu sót hay là lỗi lầm, hoặc là tội lỗi, hoặc là ấu dâm, hoặc là tham nhũng, vân vân. Chuyện rất là nhỏ của một vài cá nhân thì bảo rằng con sâu làm rổ nồi canh và kết án từ Đức Thánh Cha đến cả giáo hội công giáo. Trong khi đó, biết bao nhiêu linh mục tu sĩ giám mục hồng y đã âm thầm lặng lẽ hy sinh, dấn thân cho những người khác thì lại không nói gì đến. Và người ta về hùa để người ta chống giáo hội công giáo của mình. Anh chị em công giáo phải rất tỉnh táo, hết sức tỉnh táo để nhận thức chuyện này. Vì nếu không có một số cũng về hùa với Satan, với kẻ dữ, rồi lên án Đức Thánh Cha, lên án giáo hội, rồi nói rằng đạo là thế này, đạo thế nọ, đạo thế kia, rồi mất đạo, rồi bỏ đạo, mình đã lọt vào vòng vây của Satan. Vì Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra để thử luyện
thử thách lòng tin của con người, thử thách coi mình có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Trong khi đó, mình mới có một vài người có lỗi, mình đã vội hùa theo dư luận và kết án từ Đức Thánh Cha đến tất cả mọi thành phần, hàng giáo sĩ trong giáo hội công giáo của mình. Như vậy, mình đã tiếp tay với Satan để chống phá giáo hội rồi. Xin anh chị em hãy hết sức tỉnh thức. Và nếu nhận được những video hay là những tin nhắn hay những cái gì liên quan đến những cái vấn đề đó, thì anh chị em hãy cẩn thận, đừng vội gửi đi cho những người khác. Vô tình mình tiếp tay với kẻ dữ để chống phá giáo hội của mình, mà đánh mất niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Được không? Nhưng mà có người các bạn sẽ hỏi rằng là thế thì tại sao Thiên Chúa lại im lặng khi để cho những sự dữ nó xảy ra như vậy? Virus Corona, rồi thì bắt cóc, rồi thì chiến tranh, như là cuộc chiến giữa Israel và Hamas vừa rồi, rồi những cuộc chiến tranh vẫn đang chuẩn bị hoặc đang tiến hành. Như thế thì Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy? Bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi trở lại với biến cố tại nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến cho 2.996 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Con gái của một vị mục sư giảng thuyết nổi tiếng được mời trả lời phỏng vấn trên truyền hình, và người hướng dẫn chương trình đã hỏi cô ta như sau. Và có lẽ cũng là cái thắc mắc của anh chị em và các bạn. Vì thế hôm nay trong tản mạn cuối tuần, xin được lấy lại câu trả lời cuộc đối thoại này để các bạn có thể tìm được câu trả lời thích đáng trong tình trạng Covid-19 và biết bao nhiêu những tệ nạn xã hội, biết bao nhiêu những sự dữ đang xảy ra. Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy? Câu trả lời của thiếu nữ này thật là thâm thúy. Tôi nghĩ là Thiên Chúa rất buồn vì điều đó. Ít nhất là Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ và khỏi đời sống của chúng ta. Ngài là người quân tử nên đã lặng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta khẩn thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình? Để mặc một mình rồi thì lại kêu cầu Chúa là sao? Với những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn giết trong trường học, chiến tranh, và tôi xin phép được mở ngoặc ngay cả Covid-19 bây giờ. Tôi nghĩ rằng mọi sự đã bắt đầu với Madeleine Murray Hora khi bà ấy than phiền là không nên đọc kinh trong trường học nữa. Và chúng ta đã đồng ý với bà ấy. Rồi lại một người khác có ý kiến là chúng ta không nên đọc kinh thánh nơi trường học. Cũng chính quyển kinh thánh trong đó dạy chúng ta rằng chớ giết người, chớ trộm cắp, hãy yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Và chúng ta cũng đã đồng ý với chuyện đó. Và sau đó thì bác sĩ Benjamin Spock lại nói là chúng ta không được đánh con cái mình khi chúng làm gì xấu, vì chúng ta có thể làm sai lệch nhân cách bé nhỏ của chúng và làm cho chúng không biết tự quý trọng bản thân mình nữa. Thế rồi con trai của chính vị bác sĩ ấy khốn thay đã tự tử. Người ta bảo rằng một chuyên viên chắc chắn phải biết mình nói gì, còn ông ấy nói với chúng ta điều mà chính thực tế gia đình của ông ấy bị thất bại. Và chúng ta cũng đồng ý luôn với ông ấy, đồng ý luôn với việc ấy. Bây giờ chúng ta lại tự hỏi là tại sao con chúng ta không có lương tâm? Tại sao chúng ta không phân biệt được thiện ác? Và tại sao chúng ta có thể nhẫn tâm giết chết một thai nhi, một người thân hay chính mình? Có thể sau khi suy nghĩ chín chắn, chúng ta đi đến kết luận: chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Việt Nam mình có câu gieo gió gặt bão. Đông đấu nào thì hưởng đấu ấy. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa thì nơi đó cái ác sẽ lên ngôi. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa thì nơi ấy cái ác sẽ lên ngôi. Khi con người quyết tâm loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình thì tức khắc sự dữ
sự ác sẽ nhanh chóng xâm nhập vào chúng ta. Vì mình đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Khi ta loại những cái tốt ra khỏi mình, thì cái xấu nó sẽ có chỗ mà nó nhảy bổ vào trong chúng ta. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa cứu chúng ta khi mình cố tình phớt lờ lời Chúa truyền dạy mình? Những lời Chúa truyền dạy cụ thể là 10 điều răn, là 8 mối phúc thật, là thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối, là từ bỏ 7 mối tội đầu, là mến Chúa, là yêu người, là cầu nguyện, là sám hối, là khiêm nhường, là tha thứ, và nhất là biết xót thương. Điều kỳ lạ là con người có thể vứt bỏ Chúa một cách dễ dàng, rồi sau đó lại tự hỏi tại sao thế giới biến thành địa ngục. Điều kỳ lạ là chúng ta lại có thể tin những gì báo chí nói, phương tiện truyền thông đề cập đến, mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói. Điều kỳ lạ là chúng ta gửi cho nhau những chuyện vui cười qua email và chúng được truyền đi như là lửa với rơm ào ào. Nhưng khi gửi những thông điệp về Thiên Chúa thì chúng ta lại đắn đo suy nghĩ trước khi gửi, và có khi không gửi mà không đọc, delete và bỏ vào thùng rác. Điều kỳ lạ là khi bạn gửi đi thông điệp này, có thể bạn không gửi đi cho nhiều người lắm trong danh sách của bạn, vì bạn biết họ có tin Chúa không, hoặc họ sẽ nghĩ gì về bạn. Bạn ngại, bạn không dám gửi đi. Điều kỳ lạ là chúng ta lại hay lo sợ người đời nghĩ sao về chúng ta hơn là những gì Thiên Chúa nghĩ gì về chúng ta. Mình sợ người đời hơn sợ Thiên Chúa. Hãy chia sẻ thông điệp này nếu bạn nghĩ nó đáng được gửi đi. Nếu không, bạn cứ vứt nó đi cũng chẳng ai biết đâu. Nhưng nếu bạn cắt đứt chuỗi suy nghĩ này thì đừng bao giờ than phiền về tình trạng tồi tệ của thế giới mà chúng ta đang sống. Và còn thấy nhiều điều kỳ lạ khác nữa, thưa anh chị em và các bạn. Cho nên đấy là câu trả lời của cô bé cho câu hỏi là tại sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ nó xảy ra. Thiên Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra để thử thách con người. Nhưng mà con người thay vì chống lại sự dữ, không đồng lõa với nó, thì mình lại tiếp tay cho sự dữ. Mình tiếp tay cho sự dữ, mình hạ thánh giá xuống, mình gỡ tượng ảnh Chúa xuống, mình phá hủy nhà thờ, mình đập nhà tạm, mình lấy mình Thánh Chúa mình chà đạp dưới chân. Rồi khi người ta đọc kinh cầu nguyện thì mình bảo là mê tín. Khi người ta đến với lòng thương xót Chúa thì mình bảo là người ta cuồng tín. Khi người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì mình bảo là người ta mê tín. Mình dập lòng thương xót Chúa thì làm sao mà con người lại có thể xót thương nhau được? Mà khi con người không xót thương nhau thì đương nhiên là hận thù, là ghen ghét, là bạo lực, mọi thứ có thể xảy ra. Cũng có những nước Đức Thánh Cha nói là ngài biết trước khi mà vaccine ngừa virus corona sắp phát hành, sắp được đem ra áp dụng, thì ngài nói ngay là liệu những nước thế giới thứ ba, liệu những người nghèo có được hưởng cái này hay không. Đương nhiên bây giờ nhiều nước thì dư để dành, trong khi biết bao nhiêu những nước thì không có. Ví dụ ngay cả Việt Nam chúng tôi cũng đâu có cho những người dân. Mà người ta có xót thương những người khác hay không? Có khi ngay cả trong đất nước của mình họ cũng chẳng xót thương. Bằng chứng là khi có nhiều thuốc ngừa về, người ta lại tích trữ cái đó, rồi người ta đưa thuốc giả ra người ta bán. Thế không ạ? Bằng chứng là khi người ta đói khổ đi từ thiện, người ta quyên góp nhưng mà người ta lại không đưa đến tay những người nghèo khổ trong lúc cấp thời. Bằng chứng đó là biết bao nhiêu người cần được xót thương mà họ không xót thương, dù họ có điều kiện, có đầy đủ để thực hành lòng thương xót ấy. Cho nên đừng lạ
khi mà thấy rằng là tại sao sự dữ vẫn xảy đến và tại sao mình kêu cầu Chúa mà không thấy Chúa đáp lời, vì mình đã mời Chúa ra khỏi đền thờ tâm hồn mình, mời Chúa ra khỏi gia đình mình, mời Chúa ra khỏi xã hội của mình, khỏi đất nước của mình. Rồi mình ngửa lên, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa bảo, ta có chỗ nào để mà ở đâu? Nó đuổi ta, nó xua ta. Cái mà ta thích nhất, Chúa Giêsu nói là ở trong tâm lòng của mỗi người, trong ngôi đền thờ mỗi người. Họ đón nhận lòng thương xót Chúa là Chúa vui lắm. Mình đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác, Chúa vui lắm. Và Chúa thích nghe ta nói về lòng thương xót Chúa cho người khác lắm. Nhưng có mấy người, có nhiều người nói thưa cha gửi con những cái bài giảng mỗi ngày về lòng thương xót Chúa. Con gửi đi thì có những người vui vẻ đón nhận và có những người quay lại chửi, hay là có những người delete, có người nói là đừng gửi cho tôi, đừng làm phiền tôi nữa. Thì sao cha? Bảo đó là chuyện bình thường. Hạt giống, người gieo giống ra đi, gieo, đất tốt cũng gieo, vệ đường cũng gieo, gai góc cũng gieo, và đá sỏi cũng gieo. Mảnh đất tâm hồn mỗi người, tùy họ đón nhận hay không đón nhận. Và khi mình gieo, có thể là mình sẽ bị gai nó đâm, có thể bị đá nó ném, có thể là mình sẽ chết khô, chết khát. Vì người ta không đón nhận, người ta quay lại, người ta hành hạ, người ta phản lại chính mình. Đó là thân phận của người thừa sai. Đó là số phận của người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa đã nói trước rồi. Càng đau khổ thì mình càng đi đúng đường, đúng với thánh ý Chúa. Và càng đau khổ mình càng gắn bó với Chúa nhiều hơn. Và cái đau khổ nó có giá trị vô cùng, vì làm cho mình nên giống Chúa hơn. Bạn có thích nên giống Chúa không? Mời bạn uống ly cà phê với tôi. Tản mạn cuối tuần mà không có cà phê, ngáp ngáp. Có người nói con nhìn thấy ly cà phê thấy nó dễ thương quá. Mà thôi, có người bạn trung thành với mình là cà phê, nó không có bỏ mình. Ít nhất và mời bạn nhấp chén trà, tôi gọi là trà đạo. Giữa những cái lúc mà ta cảm thấy cô đơn nhất, khó khăn nhất, thử thách nhất, bạn đừng quên rằng Chúa vẫn ở bên bạn và Chúa sẵn sàng ban ơn xuống cho bạn. Chúa nói, ta ban cho con một cái bình, một cái nút thắt là tín thác. Lòng tín thác của con như cái nút thắt càng mạnh bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, như là cái miệng bình càng mở ra bao nhiêu, càng tín thác tức là càng mở miệng bình ra, thì ơn phúc của ta sẽ càng xuống trên con nhiều bấy nhiêu. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa không phải là cà phê nhỏ giọt đâu. Không phải là cà phê nhỏ giọt, lâu lâu tí tách một giọt xuống, giống như người ta cầu chúc cho nhau, tiền vào thì như là nước sông Hồng, mà tiền ra thì như cà phê nhỏ giọt. Lòng thương xót Chúa vào như nước sông Hồng, và mời gọi chúng ta cũng để cho nước sông Hồng chảy ra, chứ đừng có để cà phê nhỏ giọt. Uống cà phê thì nhỏ giọt, nhưng đón nhận ơn phúc và thực hành lòng thương xót, trao ban ơn phúc đó thì cứ phải như nước sông Hồng ấy, thưa các bạn. Và như thế chúng ta sẽ thấy rằng là ơn Chúa ban cho chúng ta nhiều lắm. Mời các bạn lắng nghe một lá thư. Ta ơn lòng thương xót Chúa. Thời gian mới đây, vợ chồng con đã nói chuyện lại với nhau sau những ngày có cuộc chiến chăn lạnh, và con đã viết thư nhờ cha cầu nguyện. Bây giờ vợ chồng con đã nói chuyện lại với nhau rồi, không còn cuộc chiến tranh lạnh nữa. Vợ chồng con đã cùng nhau đọc kinh tối, lần chữ mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa rồi mới đi ngủ. Mặc dù cuộc sống làm ăn chắt chiu cũng đủ để sống qua ngày, sống nhà trọ, nhưng với con như vậy là hạnh phúc rồi. Tối qua con nghe cha giảng, thấy ly cà phê cha để trên bàn thấy cưng quá đi mất thôi. Mặc dù con là kẻ tội lỗi, nhưng con vẫn cầu cho cha có sức khỏe để giảng dạy điều hay lẽ phải cho tất cả chúng con. À, con từng nhờ cha cầu nguyện xin việc làm phù hợp, nay con đã có công việc.
người ta gửi file ghi âm các cuộc họp cho con, rồi con đánh máy ra thành biên bản, rồi gửi file Word lại cho họ. Mỗi tháng họ trả cho con 3 triệu. Con đã nhận được tháng lương đầu tiên và có làm một chút việc lành để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Giữa cơn đại dịch này, đời sống kinh tế khó khăn. Nhà thờ lại bị đóng cửa. Thực sự chúng con cần lời cầu nguyện của cha rất nhiều và thưởng thức những món ăn tinh thần cha gửi đến cho chúng con mỗi ngày để chúng con có thể vượt qua khó khăn thử thách và vững tin kiên trì theo Chúa. Con Maria Lệ Rơi. Thưa các bạn, vậy là vui rồi. Thế là đủ rồi. Có những người chả bao giờ thấy là đủ. Trời còn khó khăn lắm. Người ta được có 3 triệu một tháng, người ta vẫn thấy như vậy là hạnh phúc rồi. Mình thu hoạch mỗi tháng 3 tỷ, thưa cha còn khó khăn lắm. Rồi đến khi được 30 tỷ, thưa cha vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Rồi đến khi mà khoe tôi là có tới 3.000 tỷ, thì Suma bây giờ còn rất khó khăn. Khi mà nói về dự án ốc đảo lòng thương xót Chúa là toàn là than. Tôi nói ốc đảo lòng thương xót Chúa, chúng tôi không có cái mỏ than nào ở đó hết. Toàn là mỏ vàng. Vậy hả? Vậy cha cho chú biết còn đâu để con mua miếng đất con đầu tư. Thế chứ, với mới nói là thế lòi ra cái lòng tham. Chẳng có nghĩ đến là con đến để con cầu nguyện, mà chỉ nghĩ đến việc là con coi chỗ đó gần chỗ nào con mua đất để con kiếm tí. Thưa cha, chồng con là Đăng Minh Lê Hạo, 62 tuổi, chồng con ở Mỹ. Tạ ơn Chúa chồng con đã không còn nước ở trong phổi nữa. Ngày mai sẽ xuất viện, thật là điều kỳ diệu. Chúa đã nhận lời cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con luôn ghi nhớ những lời cha dạy. Xin Chúa thánh hóa và ban cho cha nhiều sức khỏe để đem lòng thương xót Chúa đến trên mọi người, nhất là những người ngoại đạo như chúng con. Hôm nay tôi đang bị cháy hàng vì có nhiều cha, nhiều sơ, nhiều anh em, cả những người ngoại đạo xin máy bài giảng lòng Chúa thương xót, mà rất tiếc là hết. Tôi dự trù là 30.000 máy đó thì trong một năm, nhưng mới có được có 3 tháng thì đã cháy hàng. Thì chúng tôi đang chờ làm đợt 2, nhưng mà làm máy mới để có những bài giảng mới cho anh chị em. Bên cạnh đó thì có những anh chị em nói bây giờ cái phương tiện truyền thông, cha biết dùng app không? Tôi nói app là gì? Bỏ app chúng tôi sẽ thực hiện một cái chương trình. Rồi trong đó có các bài giảng, có tất cả những mục mà hàng ngày cha tải lên. Để anh chị em ai có điện thoại di động, chỉ cần download cái app đó xuống, ví dụ app lòng thương xót, thì bấm vào cái đó thì muốn lấy bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu video, audio, tất cả nó đều có trong đó hết. Tại vì cái máy này cha chỉ làm tối đa là có khi được là 500 bài giảng là hết. Còn nếu mà làm cái app đó thì người ta có thể là cả 1.000 bài giảng, rồi video cũng được. Con này là không có video. Biết tôi nói vậy có đúng không? Mấy anh chị em rành về app gì đúng. Tôi tưởng là cái gì app chảo. Tôi bảo app chảo thì tôi biết, nhưng mà cái app này tôi không có biết. Và vậy thì cha để chúng con cộng tác. Chúng tôi rất là mong được có những anh chị em thực sự có tâm lòng muốn loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, như là các bạn rành về kỹ thuật, khoa học, phương tiện truyền thông cộng tác với chúng tôi. Mà nhớ rằng chúng ta là hoàn toàn vô vị lợi, không có chuyện kinh doanh hay là lợi lộc gì trong này. Mà như vậy nó mới có ý nghĩa và giá trị của mình, được không? Rồi các bạn khác bảo là bây giờ chà, ta còn cái này hay hơn. Bảo cái gì nữa? Bảo cha biết TikTok không? Bảo tôi biết TikTok, hay là đồng hồ TikTok, TikTok thì tôi biết. Tôi biết làm cái gì cũng nhanh, gọi là TikTok thôi. Một TikTok là xong. Bảo không là TikTok. TikTok là cái gì? Là giống như là lên Facebook hay là Yahoo, nhưng mà họ chỉ cho tối đa là cha xuất hiện 3 phút thôi. 3 phút đó cha làm sao cho cô đọng, truyền tải một sứ điệp thôi, một cái gì cho người ta nghe, nhìn thoáng qua và nó ghi nhận lại trong não người ta. Tôi nói cái này thuộc lại mì ăn liền, nhưng mà mì ăn liền là mì ăn liền cao cấp. Bảo không có cao cấp là nó không ăn đâu cha, nó lướt qua nó thấy dở, nó bỏ lướt qua dở, bỏ lướt qua dở, bỏ.
trong vòng 1 đến 3 phút đó chả phải làm món ăn thật ngon. Nếm một cái là không nhả ra được, không như vậy đó. Chứ mà nếm cái thù ra là coi như vứt đi hết. Nói cái đó phải có ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần có khi làm càng ngắn càng khó. Bài giảng ngắn mà cô đọng khó hơn là bài giảng lê thê, giống như là bay mà không có bãi đáp. Mà bay mà không có bãi đáp thì sẽ trở thành chuyên viên gây mê mà không hồi sức. Thì nếu bạn nào biết thì có thể giúp chúng tôi cũng rất là hoan nghênh để làm cái đó cho ông nhĩ trẻ đó. Tại sao mình không sử dụng những phương tiện đó? Nó làm đủ, trên đó TikTok đủ thứ hết. Cái hay cũng có mà cái xấu cũng có, cái tệ cũng có, cái dở cũng có, cái tốt cũng có mà cái độc cũng có. Thì bây giờ cha phải đi vào cái lĩnh vực đó để cho đem cái tốt đến mà đẩy lui cái xấu cái dở ra. Nó không còn đất sống nữa. Làm không các bạn? Làm không? Uống đi cà phê hứa nha. Nhớ nha. Cũng ly hứa. Hôm qua con có đến thăm và trao mình Thánh Chúa cho một chị tên là Trần Thị Thu Sương, là người Tân Tòng. Chị mới vào đạo được khoảng 6 tháng nay. Hoàn cảnh của chị rất đáng thương. Gia đình tan vỡ, chồng có người khác. Chị ở một mình nuôi con, năm nay mới ngoài 50 tuổi, thì bị một căn bệnh nan y tàn phá. Bây giờ chị không thể tự mình làm được việc gì, mọi việc đều phải có người khác giúp. Chỉ có cái đầu là còn rất tinh, rất nhớ. Khi trước còn là người ngoại giáo, chị ấy đã đến giáo điểm tin mừng khi cha còn hoạt động ở đó. Và chị nói với con là từ khi đến với giáo điểm tin mừng, chị mới biết Chúa và có lòng tin vào Chúa. Bây giờ trở về bên đất Úc, chị bắt đầu học giáo lý và lãnh nhận bí tích rửa tội, được làm con Chúa mới khoảng 6 tháng nay. Xin cha cầu nguyện cho chị được bình an và luôn tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Con đến với lòng thương xót Chúa Noel 2018 vì có một người bạn nói con gặp cha để làm bác ái cho người nghèo. Cha cho con cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi lịch, rồi ảnh lòng thương xót Chúa. Con về nghe bài giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Rồi con mở trên YouTube và con cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều. Con đã lột xác hoàn toàn từ một người vô thần. Xin lỗi, khi gặp cha con không hề tin vào Chúa đâu. Con chỉ đến vì tò mò mà thôi. Hôm nay Chúa đã hoàn toàn lột xác con từ một người vô thần đến một người có lòng tin vào Chúa. Tạ ơn Chúa đã hoán cải con biết yêu mọi người, không còn ghét cả hại mình. Càng cầu nguyện, con càng thấy Chúa đã ban cho gia đình con quá nhiều hồng ân. Khi gần rửa tội, con đã bị ma quỷ phá rất nhiều. Con khổ sở lắm. Con chỉ biết cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và con đã được bình an. Hết dịch Covid, chồng con sẽ học giáo lý để trở về làm con của Chúa giống như con. Con được nhiều ơn Chúa lắm, không kể xiết. Tạ ơn Chúa. Nhờ lòng thương xót Chúa đã biến những người tội lỗi như con trở thành con người mới hoàn toàn. Con mong ước sau này cha có ốc đảo lòng thương xót để đưa những đứa con tội lỗi trở lại đạo. Con cầu nguyện Chúa ban sự bình an đến với cha. Tạ ơn Chúa, con Lê Liên. Nghe xong thấy mát ruột hơn là uống ly trà đá, phải? Này là trà nóng. Nhưng anh em, tôi nói với anh em vất vả làm, có khi thức đêm thức hôm. Mỗi lần nghe được những lá thư này, như là cơn mưa rào giữa trưa hè, giữa lúc mà khô hạn. Được một người mà nhận biết lòng thương xót Chúa, được một người quay trở về. Như là cơn mưa rào. Mà lời Chúa nói rằng là con đưa một người được trở lại với Chúa thì con cứu được linh hồn của con. Vậy thì tại sao chị em không làm công việc đó? Làm công việc là mỗi ngày mình nhận được những bài chia sẻ, gửi đi cho những người khác, giống như lá thư lúc nãy. Cái cô bé, cô hỏi tại sao mà sự dữ nó vẫn lộng hành, tại sao mà Thiên Chúa để cho người ta làm loạn như thế? Là vì lý do người ta thích sự dữ. Người ta có thể gửi đi những file
chế nhạo, rồi dâm ô, rồi bạo lực hết tất cả, nhanh lắm. Nhưng mà phai lòng thương xót Chúa thì người ta lại đắn đo có nên gửi hay không. Gửi rồi không biết họ nghĩ gì về mình, mà chẳng nghĩ rằng là Chúa nghĩ gì về mình. Tôi nói lại là Chúa rất vui khi người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Chúa rất hài lòng với bạn khi bạn nói về lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn người ta có nghe, có đón nhận hay không là trách nhiệm của người ta trước mặt Chúa. Còn việc của mình là cứ như người thợ, người nông dân, người gieo giống, ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, rồi hạt rơi trên đá sỏi, trên gai góc. Chúa làm kiên nhẫn. Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền chí thì chắc chắn thành công. Kiên tâm bền chí. Và đây là một lá thư nữa. Con là Annie Nguyễn Thị Mỹ Thanh, 48 tuổi, ở giáo xứ An Ngãi Đông, giáo phận Đà Nẵng. Con gửi email này cho cha, trước là con xin cha cho con được chia sẻ vài lời với Chúa. Con là người khuyết tật từ 4 tháng tuổi. Từ 4 tháng tuổi con đã bị khuyết tật cho tới nay. Tay chân con co rút, việc gì con cũng cần có người giúp đỡ, nên con không học hành gì được. Nhưng con tạ ơn Chúa đã cho con được biết chữ, nên con tìm tòi học giáo lý, rồi cha cho con xưng tội, rước lễ thêm sức đầy đủ. Nhưng trước ngày 2 tháng 9 2018, con được đến nhà thờ mỗi tuần một lần mà thôi. Vì mỗi khi con đi là phải có người giúp con mới đi được, vì con ngồi trên xe lăn mà con lại không sử dụng được xe lăn vì tay chân con co rút lại, phải có người đẩy con đi. Nhưng từ mùng 2 tháng 9 2018 cho đến mùng 6 tháng 7 2019, con được đến giáo điểm tin mừng 3 lần, được cha cho con một chiếc xe lăn. Con về cho đến nay, ngày nào cũng có người đưa con đi lễ. Lúc thì người trong gia đình con đi, lúc thì người ngoài đưa con đi. Đó là ơn lớn nhất của con. Ơn lớn nhất là được đi lễ mà lại không thể tự mình đi, và ngay cả ngồi xe lăn cũng không thể tự mình lăn đi được, phải có người đẩy đi, mà đó là ơn lớn nhất. Tôi cứ tưởng rằng ơn là người ấy nói rằng lớn nhất là được khỏi bệnh, đứng đi lại được chứ, phải không? Nhưng mà ơn lớn nhất là ơn đi lễ, ơn được đi lễ. Bạn còn chân không? Còn. Còn tay không? Còn. Đi lại được không? Được. Có xe Honda không? Có. Có xe hơi không? Có. Có sức khỏe không? Có. Có đi lễ không? Không. Bạn nghĩ sao? Tự mỗi bạn trả lời trước mặt Chúa nha. Ai cho nhiều thì đòi nhiều. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Bây giờ xin cha cầu nguyện cho đôi tay của con cầm được, để con được tự chăm sóc bản thân mình. Con được tự do đến nhà thờ mỗi ngày, cho con khỏi làm phiền người khác. Xin cha cầu nguyện cho mẹ của con bỏ được thuốc lá. Mẹ con 71 tuổi rồi mà vẫn còn hút thuốc. Cảm ơn cha nhiều. Vừa rồi con có xin cha 60 cái máy để con chia sẻ lại cho những người mà họ cần nhưng chưa được biết đến lòng thương xót Chúa. Có 60 cái máy mà vẫn không đủ. Con lại nhờ cha Doan Bạch Hồng Trí xin cha thêm 50 cái máy nữa, con phát cũng không đủ. Nhưng con vui lắm. Bạn, tôi hỏi lại, có tay không? Có chân không? Có. Học vẫn có không? Có. Có nghề nghiệp không? Có. Có gia đình không? Có. Đầy đủ mọi thứ có. Bạn có đi loan truyền lòng thương xót Chúa không? No. Bây giờ trả lời tiếng Anh cho nó oai. No. Rất nhiều người có đầy đủ mọi điều kiện, trong khi các cô bé bị từ 3-4 tuổi tay chân co quắp, đi lại không được, mà tự học để biết chữ, để viết, rồi viết email. Và nhất là mong ước được đi lễ, đó là cơn phúc rất lớn. Và cái việc vui, cái hạnh phúc là đi lễ,
Cái niềm vui là đi loan truyền lòng thương cho Chúa. Có đi được đâu. Xin cái máy mà gửi tặng đợt trước là 60 cái. Đợt sau nhờ ông cha xin thêm tôi 50 cái nữa. Bây giờ vẫn không đủ mà vui lắm. Tôi thấy xấu hổ. Chính bản thân mình xấu hổ. Là linh mục, là tu sĩ. Chúa cho ăn học đầy đủ chẳng thiếu thốn gì. Mỗi cái là lười, làm biếng, không chịu rao giảng, loan truyền, làm chứng và thực hành lòng thương xót Chúa. Xin chào và các bạn cầu nguyện cho chúng tôi. Và trước khi kết, mời các bạn nghe 10 điều nên biết càng sớm càng tốt. 10 điều nên biết càng sớm càng tốt. Có khi các bạn biết rồi. Biết rồi nghe lại được không? Có những người bảo cái con cũng câu chuyện đó con nghe rồi mà sao cha kể con nó lại thấy khác. Và nó khác ở cái chỗ là mình áp dụng như thế nào. Thứ nhất, quá mong muốn một điều gì đó sẽ làm khổ bản thân. Đừng mong đợi bất cứ điều gì mà hãy chấp nhận mọi thứ xung quanh bạn. Nếu không, bạn sẽ tự rước khổ vào chính mình. Quá hy vọng sẽ quá thất vọng, bởi vì mọi thứ xảy ra đều có lý do. Con người ta, mình mong ước, nói là yêu, yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Mong ước quá nhiều, mong đợi quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều. Và nhất là mấy hôm nay trên phương tiện truyền thông người ta đã thấy bị thất vọng vì các thần tượng đã bị sụp đổ. Những ngôi sao là những người họ thấy là những nghệ sĩ là những gì gì đó. Nhưng mà bây giờ cảm thấy đã sụp đổ. Mong ước kỳ vọng. Thôi, ai cũng là con người. Ta đừng thần tượng một ai trên đời này. Chỉ có một mình, một đấng duy nhất mà tôi tôn thờ là superstar, siêu sao, thần tượng của tôi là Giê-xu. Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chỉ mong đợi nơi Ngài vì Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài mới có thể ban cho mình những gì mình cần và những gì tốt nhất cho mình. Còn người thế gian này, thưa anh chị em và thưa các bạn, mình mong đợi, mong ước, có khi càng mong, càng đợi, càng chờ thì lại phải hát: hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tân, chờ một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại. Chúa tôi khổ lắm. Mong ước, mong đợi, mong chờ chỉ có rất khổ với thân mình thôi. Còn mong đợi nơi Chúa, Chúa không. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Thứ hai, điều thứ hai nên biết càng sớm càng tốt là càng ít càng nhiều. Tôi đố bạn là cái con gì càng to càng bé? Bỗng nghe cái gì kỳ ra, nó càng to lại càng bé, nghịch lý quá. Ồ, con gì mà có con nào cả trên đời này bảo có gì bảo thưa đó là con cua. Con cua nó hai cái càng, một cái càng to, một cái càng bé, gọi là càng to càng bé. Còn đây là càng ít càng nhiều. Càng ít càng nhiều là cụm từ có thể áp dụng cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Bạn càng tập trung vào một thứ thì bạn sẽ càng có nhiều năng lượng và nhiệt huyết để theo nó đến cùng. Bạn càng có ít tham vọng thì bạn càng dễ hài lòng với những gì mình có. Đúng không? Bạn càng ít than phiền, bạn sẽ càng thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Hãy thử áp dụng nguyên tắc này cho chính bạn ngay bây giờ và bạn sẽ thấy tối giản hóa mọi thứ, bạn sẽ được tự do hơn nhiều. Cho nên càng ít thì lại càng nhiều. Ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Có một nghề thì nó mới thành. Còn có người càng nhiều nghề cuối cùng thất bại.
mình nhiều tham vọng, vừa muốn làm bác sĩ, vừa muốn làm tu sĩ, vừa muốn làm ca sĩ, rồi lại vừa muốn làm nhạc sĩ, rồi lại vừa muốn làm cái gì sĩ nữa, chiến sĩ nữa, đâu mà ra. Mà lĩnh vực nào mình cũng muốn mình là người số một, làm gì có của. Cũng vậy, bây giờ người ta đi vào chuyên môn hóa nhiều, không phải là bách khoa tự điển nữa. Ai học cái gì đó, một môn thôi, chuyên về cái đó. Ngay cả trong đạo cũng vậy. Giáo sư ngày xưa, tôi có ông thầy cũng bảo, bên chủ viện con có một cha gọi là bách khoa tự điển, môn gì cũng vậy. Cứ thiếu cha giáo là giáo sử cũng vậy, kinh thánh cũng vậy, rồi sư phạm giáo lý cũng vậy, rồi bất cứ thiếu nào dạy cái đó. Tôi bảo cái đó không có được đâu. Bây giờ cha nào kinh thánh là học chuyên về kinh thánh, có khi gặp 10 năm một môn. Đi học về tâm lý nước ngoài chỉ một môn, rồi học về giáo sử, học về giáo luật một môn. Và phải chuyên môn như vậy thì mình mới đầu tư tất cả tâm trí của mình vào. Khi tôi bước vào trung tâm mục vụ, tôi cũng nói với cha giám đốc trung tâm mục vụ đây: thưa cha, con được ghi một bài sai về với trung tâm mục vụ. Con xin thưa trước với cha giám đốc là con chỉ có một cái nghề, hay là chỉ có một cái chuyên môn duy nhất. Bảo cha có một chuyên môn cái gì? Nhạc ư? Không. Thế trẻ ư? À, không. Hồi xưa thì có. Hồi xưa tôi với cha giám đốc là người sinh hoạt với trẻ cách đây khoảng 20 năm, 30 năm rồi. Hoang lắm. Không. Vậy thì cha có cái gì? Bảo thưa cha giám đốc, con chỉ có lòng Chúa thương xót. Bất cứ cái gì liên quan đến lòng Chúa thương xót, cha giám đốc bảo con làm là giá nào con làm, chết con làm. Ngoài cái đó ra con không biết cái gì khác. Giảng cũng vậy, dạy cũng vậy, hay là làm cũng vậy, miễn là dính đến lòng Chúa thương xót. Mà dường như tôi bị nghiền, giống như anh bị nghiền cà phê. Không có cà phê là ngáp, ngáp, ngáp. Anh bị nghiền trà, không có trà cũng ngáp. Tôi thì được cái là uống được và cũng ngủ được. Buổi tối tôi làm việc xong đến 11, 12 giờ đêm, uống ly trà xong đi ngủ. Một rồi ngáp ngáp cái, uống ly cà phê xong rồi cái lên giường nằm, ngủ luôn. Không phải nghiền, không có nghiền. Giống như là bạn nghiền thuốc lá, không có thuốc lá thì ngáp ngáp. Rồi có người thì nghiền này nghiền kia, tôi cũng có một cái bệnh nghiền. Mà tôi chỉ muốn là lây nhiễm càng nhanh càng tốt. Giống như là virus corona. Nhưng bây giờ virus của Ấn Độ chủng 2 lây nhanh lắm, 10 mét là có thể lây, mà lây trong không khí luôn, mà phát chậm nhưng mà lại lâu khỏi. Thế thì tôi chỉ mong muốn cái virus lờ tờ sờ, biết không? Biết virus không? Bảo corona chứ còn cái gì mà virus lờ tờ sờ. Virus lòng thương xót, virus lờ tờ sờ. Tôi bệnh nghiền, cái gì mà đụng đến coi báo coi đài, nghe cái gì mà cứ bốn chữ lờ tờ sờ lòng Chúa thương xót là tôi coi, tôi nghe, tôi mở. Ngoài ra thì thờ ơ với mọi thứ. Hay bảo đi làm lễ mà bảo có cho tôi giảng về lòng thương xót thì tôi đi, còn không thì thôi. Giảng tinh tâm bảo chủ đề lòng thương xót Chúa, còn không thì thôi. Và những người mà đến xin giúp đỡ, tôi bảo tôi chỉ có giúp đỡ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì bao nhiêu tôi cũng có, còn cái thứ khác tôi không có. Xin máy, sách, ảnh, chuỗi tài liệu lòng thương xót Chúa, giá nào tôi cũng cho, đi đâu cũng được. Nhưng mà còn cái khác tôi không có. Có một cái nghề duy nhất mà tôi nói với những người có quyền, có đưa súng bắn vào màng tang tôi, chết thì tôi cũng cứ chỉ có lờ tờ sờ mà thôi. Rắc rối là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ mong cuộc sống luôn màu hồng, có mơ. Bởi vì cho dù mỗi ngày bạn có vui vẻ đến bao nhiêu thì cũng không tránh khỏi rắc rối vào những ngày khác. Hôm nay ngày đẹp, ngày tươi, ngày mai có như vậy nữa hay không? Cho nên chấp nhận và tìm ra giải pháp thay vì mong bạn luôn an toàn. Chấp nhận có vấn đề, có rắc rối và cố gắng tìm cách để mà gỡ rối, tìm cách để mà giải đáp thay vì mong rằng là không có gì khó khăn cho cuộc đời của mình cả. Thứ 4, theo tình, tình chạy. Phớt tình, tình theo. Tình yêu là như cánh bướm, nó càng bay xa khi bạn cố đuổi bắt nó. Bướm bay,
bạn đuổi bắt nó thì nó bay. Nhưng khi bạn lờ đi thì nó có thể đậu ngay trên vai bạn. Phòng tôi có cửa sổ mở ra. Bên ngoài có hàng cây. Lâu lâu bướm nó cứ bay vào trong phòng tôi. Nó đậu có khi ngay trên vai, khi trên bàn. Nhưng mà lúc mà tôi với ra cửa sổ tôi bắt nó thì nó lại bay mất. Rõ ràng như vậy. Thế nên hãy yêu bản thân mình trước khi bạn muốn dành tình yêu đó cho người khác. Đừng cố bám lấy điều gì khi nó không thuộc về bạn. Cái điều gì không thuộc về bạn thì đừng cố bám lấy nó. Cái gì không của bạn thì nó là không của bạn. Cái gì của bạn thì là của bạn. Khi người ta đã không yêu mình rồi, có làm gì người ta cũng không yêu. Bạn coi phim, bạn coi kịch, bạn thấy bao nhiêu như vậy. Cứ người này theo người nọ, xong người nọ theo người kia, cứ mối tình thay ba, có khi tới mối tình thay tư chẳng hạn. Người thì dứt quyết là sống chết cũng theo em. Nhưng mà cô này dứt khoát là không theo anh mà đi theo thằng kia. Mà thằng kia nó có giỏi giỏi gì hơn anh không? Không, nó có tài gì hơn anh không? Nó có đẹp trai hơn anh không? Nó chỉ có một điều là em yêu nó mà em không yêu anh hết. Theo tình, tình phớt mà cái gì nó đã không thuộc về mình thôi đừng có đeo bám làm cái gì. Khổ với bản thân mình. Thứ năm, hãy làm những gì bạn tin ngay cả khi không ai có thể làm. Hãy theo đuổi đến cùng và đừng để ai đó nói rằng bạn không thể làm được. Hầu hết những người thành công đều điên trong quyết định của mình. Cho nên khi làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, những anh em cộng tác với tôi, thứ cha cái này khó lắm. Khó thì mới làm. Dễ làm gì? Thứ ra cái này nó không làm được thì ngồi thử đi. Chưa thử sao biết? Chưa thử sao biết khó? Mà khó rồi thì mới thấy rằng mình mới có ý nghĩa, có giá trị chứ. Làm gì dễ dàng quá. Dễ thì đâu cần mình làm. Mà Chúa nói rằng là đối với con người thì không thể, đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Bạn tin không? Tín thác là như vậy, tôi tin chắc là như vậy. Nghe bạn, có người bảo là ốc đảo lòng thương xót Chúa là giấc mơ của cha mà thôi. Bảo kệ nó, tôi mơ. Mà tôi tin rằng có thể. Và nó càng khó bao nhiêu thì tôi càng quyết tâm thực hiện bấy nhiêu. Vì tôi đã cầu nguyện và tôi nhận ra là thánh ý của Chúa. Nhận ra là ơn gọi của mình. Thánh ý của Chúa bằng chứng là biết bao nhiêu người đang khao khát, đang cần đến một nơi để cầu nguyện, một nơi để loan truyền, một nơi để đến với lòng thương xót Chúa. Đó là dấu chỉ. Vậy thì mình hãy làm cái dấu chỉ nó trở thành hiện thực đi, vì đó là ý của Chúa. Mà càng khó khăn bao nhiêu thì đó mới là công việc của Chúa. Còn 5 cái điều nữa, nhưng mà thôi, chúng ta tạm chia tay ở đây. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Để cái gì? Còn một chút gì để nhớ, để thương. Chúa chúc lành cho các bạn. Chìm con vào lòng Chúa son thương.